Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin nhanh 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Hôm nay thứ bảy ngày 9 tháng 11. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, sáng nay Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật việc làm sửa đổi, tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật nhà giáo. Thẩm tra dự án luật, Ủy ban xã hội của Quốc hội cho rằng dự án luật cơ bản phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, phù hợp với quy định và tinh thần của hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan. Thành phần hồ sơ dự án luật đủ thành phần theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thời gian còn lại của phiên họp sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết về thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự. Sáng nay, ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024 tại thành phố Vĩnh Long và huyện Mang Thít. Tại phường 8, thành phố Vĩnh Long, ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy đã đến khảo sát kiểm tra tiến độ tổ chức khu phố đi bộ tại khu nhà ở TNT Phước Thọ. Hiện các đơn vị được giao nhiệm vụ đang khẩn trương triển khai thực hiện các phần việc theo kế hoạch. Dự kiến ngày 13 tháng 11 sẽ hoàn thành cơ bản các công trình phục vụ việc khánh thành và khai mạc khu phố đi bộ. Khảo sát kiểm tra tại khu vực tổ chức lễ khai mạc festival ở kênh Thầy Cai, ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Phước, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực khẩn trương thực hiện cơ bản hoàn thành các công trình. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành chức năng cần quan tâm thực hiện tốt các phương án đưa đón đại biểu, du khách đến tham quan, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng chặt chém du khách trong những ngày diễn ra sự kiện. Sáng nay, trong khuôn khổ liên quan phim quốc tế Hà Nội đã diễn ra hội thảo phát triển sản xuất phim đề tài lịch sử và chuyển thể tác phẩm văn học. Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng với bề dày lịch sử và nền văn học phát triển, việc phát triển phim khai thác đề tài lịch sử và chuyển thể từ tác phẩm văn học không chỉ là cơ hội để tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc mà còn là chiến lược quan trọng giúp điện ảnh Việt Nam gia nhập thị trường quốc tế. Để điện ảnh Việt Nam thực sự ghi dấu ấn trong các mảng đề tài này, cần sự đầu tư mạnh mẽ và tầm nhìn xa của các nhà sản xuất. Bên cạnh đó, mong muốn có phim trường vẫn là cơn khát của các nhà làm phim Việt Nam kéo dài nhiều thập kỷ. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11, sáng nay, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức phiên tòa giả định có nội dung xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích. Nội dung phiên tòa được xây dựng sinh động sát với thực tế, giúp các em sinh viên nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật về hành vi phạm tội, mức án áp dụng, cũng như hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng, tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật. Từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong giới trẻ, góp phần xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh, thượng tôn pháp luật. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương cần báo cáo tình hình tiền lương, nợ lương năm 2024 và kế hoạch thưởng Tết Ất Tỵ cho người lao động trước ngày 15 tháng 12. Theo đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu chế xuất, Liên đoàn Lao động tỉnh, cơ quan liên quan, theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, đời sống công nhân lao động trong các doanh nghiệp, có giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu lao động, đáp ứng yêu cầu của thị trường, doanh nghiệp, người sử dụng lao động, bảo đảm việc làm cho người lao động trên địa bàn. Tại Việt Nam, số ca mắc và tử vong do ung thư đang ở mức đáng báo động. Theo thống kê của GlobalCan 2022, Việt Nam ở vị trí thứ 20 về tỷ lệ mắc mới tại châu Á và thứ 101 trên toàn cầu. Việt Nam ghi nhận 180.480 ca mắc mới và 120.184 ca tử vong do ung thư. Đây là một gánh nặng lớn đối với cả gia đình bệnh nhân và hệ thống y tế quốc gia. Đặc biệt, một tỷ lệ đáng kể người bệnh chỉ được phát hiện khi bệnh đã tiến triển đến giai đoạn muộn, làm giảm hiệu quả điều trị và tăng chi phí điều trị. Theo nghiên cứu, thuốc lá, rượu và béo phì là những yếu tố chính dẫn đến tỷ lệ mắc ung thư ngày càng tăng. Sở Y tế Hà Nội cho biết từ tháng 11 này, thành phố sẽ đưa vaccine phòng uốn ván bạch hầu vào trong chương trình tiêm chủng mở rộng để tiêm miễn phí cho trẻ em 7 tuổi. Theo đó, để tổ chức tiêm chủng đạt hiệu quả, Sở Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị liên quan ở địa phương tiến hành rà soát đối tượng và tổ chức tốt hoạt động tiêm chủng vaccine uốn ván bạch hầu cho trẻ 7 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Sở Y tế cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức lập danh sách trẻ đủ 7 tuổi
đang theo học lớp 2 tại các trường tiểu học trên địa bàn để rà soát và tiêm chủng vaccine uốn ván bạch hầu. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động đợt thi đua 55 ngày đêm triển khai có hiệu quả sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID. Đây là chiến dịch đẩy nhanh tiến độ tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID của Sở Y tế nhằm đưa ngành y tế thành phố trở thành điểm sáng trong thực hiện đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Theo dự thảo, điểm mới đáng chú ý khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bỏ quy định về cộng điểm học nghề trong xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Cụ thể, Bộ bỏ quy định học sinh giáo dục trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên trong diện xếp loại hành kiểm có giấy chứng nhận nghề được cấp trong thời gian học trung học phổ thông, được cộng điểm khuyến khích căn cứ vào xếp loại. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng việc bỏ cộng điểm chứng chỉ nghề khi xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 là hợp lý, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 10 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp đạt gần 52 tỷ đô la Mỹ, trong đó có nhiều mặt hàng nông sản ghi nhận giá trị xuất khẩu tăng vọt. Trong các thị trường xuất khẩu chính, xuất khẩu gỗ, tiêu, thủy sản, hạt điều sang Mỹ tăng 26-96% trong 9 tháng đầu năm. Xuất khẩu sang Mỹ tăng trưởng khả quan. Tuy nhiên, đại diện Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh cũng cảnh báo những thách thức trong thời gian tới. Tổng cục Hải quan vừa ban hành công văn yêu cầu hải quan các địa phương không thông quan, giới hạn mua từ các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới chưa đăng ký với Bộ Công Thương. Theo đó, hải quan các địa phương không thông quan với những tờ khai vận chuyển hàng hóa, không có thông tin về website, sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, hàng khai đủ thông tin nhưng các website, sàn bán lẻ online chưa đăng ký hoạt động tại Việt Nam cũng không được thông quan. Cơ quan hải quan địa phương được yêu cầu phải tăng kiểm tra, xử lý trường hợp có dấu hiệu chia hàng thành nhiều gói kiện nhỏ hoặc khai sai trị giá để né kiểm tra, trốn thuế. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 3 đoạn qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt 99,8% và dự kiến hoàn thành trong tháng 11 năm 2024. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương khu vực Nam Bộ đã cam kết hỗ trợ cho dự án với tổng khối lượng 10 triệu mét khối cát. Trong đó, tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ 1,4 triệu mét khối cát, tỉnh Tiền Giang hỗ trợ 6,6 triệu mét khối cát và tỉnh Bến Tre hỗ trợ 2 triệu mét khối cát. Hiện các địa phương trên đã hoàn thành thủ tục cấp phép cho dự án khai thác 13 mỏ cát và 6 trên 13 mỏ đang bắt đầu cung cấp cát cho dự án, dự kiến trong quý 4 năm 2024. Để ứng phó với bão số 7, Cục Hàng không Việt Nam vừa có công điện yêu cầu các sân bay nằm trong vùng ảnh hưởng bão cần chủ động nắm tình hình, đề phòng khi có bão diễn biến bất thường. Các sân bay được yêu cầu tăng cường chuẩn bị gồm Phú Bài, Huế, Đà Nẵng, Chu Lai, Quảng Nam, Đồng Hới, Quảng Bình, Phù Cát, Bình Định, Pleiku, Tuy Hòa, Phú Yên. Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các sân bay điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp tại một số địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay. Trong tổng số 431 khu vực xảy ra sạt lở dài gần 15.000 mét, năm 2021 đến tháng 8 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã công bố tình huống sạt lở nguy hiểm khẩn cấp đối với 23 khu vực bờ sông, kênh rạch, đê bao bị sạt lở với chiều dài khoảng 12.000 mét. Qua khảo sát đánh giá thường niên, ngành nông nghiệp xác định trong tỉnh hiện có 8 khu vực đã bị sạt lở nặng và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao trên các tuyến sông, kênh lớn mà các địa phương và người dân cần chú ý. Đó là khu vực bờ tả sông Cổ Chiên, cồn Thanh Long, trên sông Hậu có khu vực thượng và hạ lưu giàm kênh Hai Quý, khu vực quanh cồn Sừng, khu vực chợ xã Thích Thiện, các tuyến kênh sáng, sông Cái Cao, sông Mang Thích. Thông tin vừa cập nhật về bão trên biển Đông, cơn bão số 7. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ chiều nay 9 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19 độ Vĩ Bắc, 114,2 độ Kinh Đông trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, tức là từ 150 đến 166 km trên giờ, giật cấp 17. Hiện bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km trên giờ. Do tác động của bão, khu vực trên biển Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 11.
Vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 17. Sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Vùng gần tâm bão từ 7 đến 9 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Thông tin trên cũng đã khép lại tin nhanh 24 giờ hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.